Ít giờ trước, trên trang mạng xã hội lan truyền thông tin Hương Giang Idol hẹn hò với trai đẹp Lạng Sơn Phạm Thế Thịnh. Vốn là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, việc bị đồn có quan hệ yêu đương với người mới khiến khán giả bất ngờ. Nguyên nhân xuất phát từ tấm hình được Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 đăng tải lên Instagram. Ngay khi chia sẻ, người hâm mộ phát hiện điểm bất thường trong tấm ảnh Hương Giang đăng tải. Không phải hình bóng người đàn ông lọt vào khung hình, mà khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Khánh Hòa, nơi Hương Giang đang lưu trú, lại trùng khớp với điểm check-in của Phạm Thế Thịnh, chàng hot boy từng được nàng hậu thả thính trong Quý Ông Đại Chiến. Qua hình ảnh cả hai cùng đăng tải, khán giả cho rằng khung cảnh của khu resort của Hương Giang và Thế Thịnh giống nhau đến 100%. Từ đây, người hâm mộ khẳng định cặp đôi đang có mối quan hệ trên mức bạn bè. Tin đồn hẹn hò lan truyền rộng rãi trên khắp mạng xã hội. Mới đây, giọng ca Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh chính thức lên tiếng trả lời. Không né tránh, nữ ca sĩ khẳng định cô đi quay, chụp dự án, chứ không có hẹn hò ai hết. Cụ thể, trên Instagram, Hương Giang chia sẻ, ơ mọi người ơi, người ta đi quay đi chụp dự án mới chứ không có hẹn hò ai hết cả, khổ quá nè. Tự dưng cô nàng lại bị lôi kéo vào một tin đồn hết sức vô lý. Trước lời giải bày từ phía Hương Giang, có thể thấy nữ ca sĩ và Thế Thịnh đang có dự án hợp tác chung. Bức ảnh đăng tải có lẽ là do cả hai vô tình check-in tại một chỗ, chứ không có chuyện đánh lẻ đi du lịch cùng nhau như những gì dân mạng đồn đoán.